Thấy các con xem clip ăn cua hoàng đế thèm thuồng, ông bố trẻ dành dụm tiền mua cho con thưởng thức, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mặc dù gia đình không có nhiều dư giả, trong cảnh nhà cũng thiếu trước hụt sau, nhà dột cột siêu gió lùa qua khe vách, thế nhưng người bố trẻ vẫn bấm bụng dành dụm một số tiền không hề nhỏ để hai đứa con có thể được nếm qua mùi vị của cua hoàng đế. Chỉ vì trong một lần tình cờ khi lướt điện thoại, một trong hai đứa con đã nhìn thấy người khác ăn cua hoàng đế mà không khỏi cảm thấy thèm thuồng. Thế nên ông bố đã không một chút tiếc nuối, không một chút do dự mà mua liền về cho con thưởng thức. Nhìn con gái ngồi ăn hết sức ngon lành, đôi mắt và nụ cười của người bố đã bừng sáng lên một niềm hạnh phúc không nguôi. Gia đình nhỏ quay quần, chỉ có bố với con, thiếu đi đôi bàn tay khéo léo quán xuyến việc nhà của người phụ nữ. Vì vậy, người bố này nuôi con theo cách riêng của mình, cố gắng bù đắp cho con những thiếu thốn về tình thương bằng tất cả những gì mình có thể. Hình ảnh cả ba bố con ngồi quay quần ấm áp bên con cua hoàng đế đã khiến cho nhiều người ngưỡng mộ trước tình thương con vô bờ bến mà người cha dành cho hai đứa con thơ dại của mình. Một số bình luận được dân mạng để lại: đúng là có con rồi, cái gì cũng muốn cho con, người cha này quá tuyệt vời rồi. Tuy ba không giàu như người ta, nhưng ba sẽ cho con tất cả những gì ba có. Chỉ mong con sau này mạnh khỏe, lớn khôn và hạnh phúc mà thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.